bản quyền âm nhạc hay sự bênh vực thần tượng bất chấp của fan. Quang Hùng Master D bất ngờ bị hai người bạn quay lưng trong ồn ào bản quyền. Netizen chờ ê Quang Hùng từng tự nhận bản thân sáng tác dù có người giúp sức. Fan bất chấp tất cả bênh vực thần tượng, biến idol thành nạn nhân. Giải quyết xong vụ này nghỉ chơi nha Hùng ơi. Này độc lắm. Các fan làm vậy chỉ khổ idol khó nhìn mặt nhau, khó làm việc chung với nhau sau này. Tôi nghĩ Quang Hùng không cần hợp tác với mấy đứa này nữa, tư tưởng thấy người ta nổi hơn thì đạp. Lâm Bảo Ngọc và ồn ào mang ca khúc của Vũ Cát Tường đi diễn, được người hâm mộ lên tiếng bênh vực. Rốt cuộc cũng phải xin lỗi còn tuyên bố từ nay không diễn bài của Vũ Cát Tường. Câu chuyện bản quyền âm nhạc vẫn luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Gần nhất, hai cái tên bị réo gọi trong loạt ồn ào này là Quang Hùng Master D và Lâm Bảo Ngọc. Điều khiến cư dân mạng khó hiểu nhất đó là cả hai nghệ sĩ kể trên đều bị cho là đang có những hành động không minh bạch về bản quyền âm nhạc, nhưng lại được người hâm mộ bênh vực bất chấp. Thậm chí các fan còn đi trách ngược những chủ sở hữu và đồng sáng tác các ca khúc. Trước tiên là vụ việc của Quang Hùng Master D, khi vào ngày 9 tháng 10, một tài khoản ẩn danh đã đăng bài viết cho rằng nam ca sĩ dễ đến dễ đi đã không tôn trọng các cộng sự khi ém nhẹ những đóng góp của họ cho ca khúc của mình. Mặc dù không nhắc tên cụ thể, nhưng cư dân mạng dễ dàng nhận ra bài viết đang đề cập lùm xùm giữa anh và nhà sản xuất Room 7. Bên cạnh đó, Quang Hùng cũng bị tố lấy sáng tác của Xuân Định để biểu diễn tại show Anh Trai nhưng không nhắc tên đàn em. Chỉ ít giờ sau đó, công ty quản lý của Quang Hùng Master D đã nhanh chóng lên bài đính chính, cho biết đã chủ động liên hệ, giải quyết hiểu lầm về ca khúc Dễ Đến Dễ Đi với Room 7. Bản thân nam ca sĩ cũng có bình luận tắt tên Room 7 và thể hiện sự thân thiết, cho thấy hai bên đã giải quyết hiểu lầm. Dù vậy, vấn đề với Xuân Định vẫn còn tồn tại. Cụ thể, phía Xuân Định khẳng định anh đã viết hai verse cho ca khúc Tình Đầu Quá Chén. Tên của anh cũng xuất hiện trong phần giới thiệu. Song trên sân khấu Anh Trai, Quang Hùng lại biểu đạt rằng bài này do anh sáng tác và không hề nhắc tới Xuân Định, chỉ nhắc qua loa sau chương trình. Ngày 11 tháng 10, Xuân Định đăng tải bài viết cho rằng đã được quản lý của Quang Hùng liên hệ để giải quyết vụ việc nhưng chưa nhận được bất cứ phản hồi, đính chính nào trên mạng xã hội từ nam ca sĩ. Cũng từ đây, fan của Quang Hùng Master D được đà lấn tới, không ngừng công kích cả Xuân Định lẫn Room 7, thậm chí dành cho họ những biệt danh rất khó nghe. Hơn hết, từ những người lên tiếng để đòi lại công đạo, giờ đây cả Xuân Định và Room 7 đều bị biến thành người xấu, còn Quang Hùng là người bị hại vì nổi tiếng nên mới bị phốt. Giống như Quang Hùng Master D, Lâm Bảo Ngọc cũng nhận được sự bênh vực bất chấp từ người hâm mộ khi xảy ra ồn ào bản quyền với Vũ Cát Tường. Theo đó, người hâm mộ của Vũ Cát Tường lên tiếng khi cho rằng Lâm Bảo Ngọc mang bài If đi biểu diễn mà không xin phép tác giả của bài hát là Vũ Cát Tường. Fan của Lâm Bảo Ngọc cũng không vừa khi ngang ngược cãi lại, cho rằng Vũ Cát Tường còn chưa lên tiếng thì mắc gì fan của nghệ sĩ lại lên chỉ trích người khác như vậy. Thậm chí, có những bình luận cho rằng nếu Lâm Bảo Ngọc không mang If đi hát thì ca khúc chưa chắc đã nổi. Ngay sau đó, ekip Vũ Cát Tường thông báo thu hồi toàn bộ ủy quyền tác quyền của If từ bên thứ ba và cho biết Lâm Bảo Ngọc nhiều lần diễn If ở phòng trà, sự kiện trong 5 năm nhưng không xin phép. Phía Lâm Bảo Ngọc cũng lên tiếng đính chính, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Vũ Cát Tường. Cô cho biết sẽ không biểu diễn ca khúc của Vũ Cát Tường trong tương lai, dù có được yêu cầu. Ngoài If, công ty quản lý của Vũ Cát Tường cập nhật thêm Lâm Bảo Ngọc hát chùa hai tác phẩm khác của nhạc sĩ là Có Người Và Góc Ban Công.